Nhắc thì gió nổi ngày 26 tháng 8, chủ đề là một nổm của một thấp ngồi núi vội AI. Hôm nay tôi sẽ nói về học tập ngôn ngữ với AI để phổ nhóm. Tôi đã trao đổi ngôn ngữ khi tôi phổ biến AI, tôi đã học tiếng Việt mỗi tôi tắt ngôn ngữ để làm trao đổi ngôn ngữ cấp chuyện. Trên tạm tôi học chỗ trinh tăng. Hôm nay tôi nói về nhóm mô nhóm của học tập ngôi ngữ với AI. Để sử dụng AI là phương pháp tốt nhất để ngôn ngữ, ví dụ tiếng Việt, tiếng Hàn. Để có một nhóm của ngôn ngữ phức tạp, ngôn ngữ vô AI, chúng ta có thể có kế hoạch để học tập ngôn ngữ, ví dụ tiếng Anh, tiếng Việt, tiếng Hàn. Tôi đã học rồi, tôi tắt ngôn ngữ. Cô ơi là người Việt Nam, ai muốn làm việc bất động sản ở Hà Nội, có ai cố gắng học tiếng Hàn, chúng ta học và giao đồ ngôn ngữ tập chuẩn rồi tin tặng. Để sử dụng tiếng Việt là quan trọng tốt nhất để học tập tiếng Việt. Hôm nay tôi đã nghe âm nhạc hát tiếng Việt. Tôi có thể nghe một chút. Tôi có thể nghe một chút nên tôi vui vui tôi vui để cảm hứng, cố cảm hứng AI có thể giúp tôi học tiếng Việt. AI có thể học giúp tiếng Việt. AI có thể giúp tôi học tập tiếng Việt để tổ chức một nhóm của ngữ học tập ngôn ngữ với AI.
Nhạc kỷ. Nhạc kỷ. Bao giờ, bao ngày 26 an tạng tối đà Phật tử mô nhũng phúc ngồi núi ngồi xứ của chỗ của ẻ trong ngũ mại xứng tội cúng nhà trao đổi và hết ngũ ngũ ngồi xứ chốc chỗ của các chúng cử cúng nhà nhà tạo chư tắc mười mười thái nằm thái mười hai mười ba tôi đã sử dụng AI để giải quyết em nhiều mừng và đã cố gắng giải những các thú vị tôi đã cách tạo tiêu tiêu và sử dụng AI trong việc học ngôn ngữ và đã độ tham muốn về công tác tác ngồi sức khỏe cho chú ấy ấy tôi có thể cải tiến cả ngành sử dụng như pháp và kỹ năng nội của mình. Ví dụ, tôi đã sử dụng công cụ như AI để tạo lại video, thực hiện ngàn và tên biết và chia sẻ với các thành viên trong nhóm, các ban trong nhóm, cùng cảm tải rất hào hứng và chúng tôi có thể kết thúc những tài liệu phức tạp một cách dễ dàng và hiệu quả. Một số người trong nhóm một số người trong nhóm của tôi sinh hoạt học viện để có thể làm tốt hình thức bất động sản tại Hà Nội.
Ừ, tốt nói là sử dụng AI để giúp họ cái tiền là kỹ năng giao tiếp và toàn hồi thì phụ đại diện và rất nhanh nhỏ xuất hiện chỉ là các phần không có sở hiện tại tôi nên thức phát triển nhóm học khác và ngay vào mọi tìm các cán viện mọi tâm dịa để quý nhau phục hồi. Tôi cũng đáng cần nhắc tôi sự đem các buổi học online và thực hiện những buổi trao đổi luôn luôn chỉ quan trọng cơ hội và cao trao đổi làm thế nào để thực sự một nhóm học ngôn ngữ với sự hỗ trợ của AI để tổ chức một nhóm học ngôn ngữ với AI quan trọng bản thân thiết lập mục tiêu rõ ràng xác định mục tiêu học tập cho nhóm và sang thành những tài khiển kỹ năng nhé ngồi tốt học việc sử dụng công cụ AI đang hướng các nền tảng học tại AI như Duolingo, Google Translate, các chứ đến hộ dỗ học viên công việc phát triển tư vấn và kỹ năng nói linh lịch 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 học dung soạn tạo lịch học hồ dinh để các thành viên có thể tham gia vào các buổi học và thảo luận của nhà và tiền công chúng chuyên thi sư phạm và chia sẻ từ các cảnh dành cho nhóm về mỗi người cũng trao đổi trước đôi là nhau từ độ thao động lực học tập của các nhau để phát triển nhóm học nhóm người hiệu quả hơn chia nhóm theo các tổ tạo là các nhóm nhóm hôn dựa trên chính độ của các thành viên của các xung cấp cao cấp để biết học tập rồi nên phù hợp và hiệu quả hơn. Như thắc thắng phụng cao cấp sự thân thắc như và biệt luôn vượt trên học sự ăn nói dùng những để tăng khả năng thực hành và xuống thẳng và ngôn ngữ quyền khi tăng viên học để những ngôn ngữ bằng cách trên này là các buổi học trao đổi giữa các ngôn ngữ khác nào xuống nổi làm thế nào để chữa trị đúng lợi học tập cho các tăng viên trong nó kỷ niệm tặng chữ đan giao khắc mốc quan trọng như học tặng bài học quốc tiền bổ sung giao thật để thích lệ tinh thần của các thành viên thích học hiểu sổ chối sổ sử dụng các ứng dụng học tập của dự sổ số sổ như diện sự hay hữu để tạo sư đúng tứ bản đúng lúc học tập cung cấp phản hồi tích cực tại cụ thể giúp theo dõi sự kiện của các thành viên và cung cấp phản hồi tích lệ trước cô giữ sự đúng lúc học tập với cụ thể mỗi điểm tăng điểm tăng giả nhuận học thở của mình như thế nào nhưng kiện tiến triển của các nền mạng xã hội vẫn có thể tìm kiếm và mời tên thành viên thông qua các diễn đàn quốc ngôn ngữ Facebook hoặc các nhóm trao đổi ngôn ngữ tạo xuất hiện cấp truyện tổ chức các buổi học từ online học hồi tạo web các ngôn ngữ mà nhóm đang học để tư phức tình nối tam giác
một đón người dân phúc tập đảm bảo người dân cả phúc tập phong phục và phong phú hấp rồi nếu rồi xong từ đó đầu từ 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 nhiều từ mấy mô mày Awesome. Bao ngày 26 tháng là tôi đã bắt đầu một nhóm là học ngồi nhiều từ vui sự cho của ai ấy trong nhóm này chúng tôi đã chúng nhau cho rồi và học ngồi nhiều sự giúp ở trong khu phát phóng cụ phóng nhẹ ở chứ tăng 12 năm 2023 tôi đã sử dụng AI để học tập nhiều ngôn ngữ và đã có những trải nghiệm rất thú vị. Tôi đã bắt đầu tìm hiểu và sử dụng AI trong việc học ngôn và đã tạo một ngôn để cũng học thấp với số phổ cho chú ấy tôi có thể cải thiện khả năng sử dụng nhiều pháp và kỹ năng nói quả mình vì chú tôi đã sử dụng công cụ nữ AI để tạo ra video học tiếng Anh và tiếng Việt và chia sẻ với các thành viên trong nhóm các bạn trong nhóm cũng cảm thấy rất hào hứng vì chúng tôi có thể kết hợp nhiều tài liệu học tâm một cách dễ dàng và hiệu quả. Một số người trong nhóm của tôi muốn học tiếng Anh để có thể làm việc trong lĩnh vực bất động sản tại Hà Nội. Một người đã sử dụng AI để giúp họ cải thiện kỹ năng giao tiếp và phản hồi tiếng Anh. Họ đã tiến bộ rất nhanh nhóm sự kiện chi và các công cụ hỗ trợ.
Hiện tại tôi muốn tiếp tục phát triển nông hấp tháp này và mối tiện chắc chắn đến mối tâm sự về chúng nhau học hội. Tôi cũng đã ăn nhắc tốt sự tìm các cuộc học online và thực hiện những buổi trao đổi nông chú của họ. Bà cáo hôi bà cao xa lội. Làm thế nào để tốt sức mô nông học nông nghiệp của sự hỗ trợ của AI để tốt sức mô nhộn của nông nghiệp của AI bằng cách kiệp lập mục tiêu của chỗ là xác định mục tiêu học tập cho nhóm sang hàng nghìn cải thiện kỹ năng nghiệp tốt hơn để sử dụng công cụ AI tận dụng các nền tảng học tại AI như Duolingo, Google Translate hay các ứng dụng chung chữ để hỗ trợ học viên dùng việc phát triển tư vấn và kỹ năng nội lực học trong xuyên theo lịch học cố định để các thành viên có thể tham gia vào các buổi học mà thảo luận cùng nhau. Phát triển cũng trong quyền kích sưu tầm ra và sẽ xét trí các tân biên trọng nhóm để mỗi người cùng trao đổi ra trước tôi là nhau từ đồ thao động lực học tập cố cách nào để phát triển nhóm học ngôn ngữ hiệu quả hơn và nhóm theo các tổ tạo lập các nhóm nhỏ học dù trên trình độ của các tán biển số cấp xuống cấp cao cấp để viết học tập rồi nên cũng học và hiệu quả hơn. Thứ thắc hàng tuần đào khắc thứ thắc như việc bài luận phần chuyên học chữ Hà Nội dùng nhóm để tăng khả năng thức hành và công tác công tác tạo ngôn ngữ quen thích tăng về học xem như ngôn ngữ bằng cách chế lập các buổi học trao đổi giữa các ngôn ngữ khác nhau trong nông. Làm thế nào để duy trì động lực học tập của các thành viên trong nhóm? Tuy nhiên, tăng trưởng anh giao các cuộc nhà một quan trọng như học thành bài học học tiền bổ sung giao tiếp để kích lệ tinh thần của các thành viên tích cực yếu tố sốc rồi sử dụng các dùng học thấp của yếu tố chỗ rồi như đến trong hai chủ đề thao sử dụng từ và động lực học tập cung cấp phản hồi chất phúc ai ai có thể cho kêu rồi sự hiện diện của các thành viên và cung cấp phản hồi kịch liệt trước cô chủ tịch động lực học tập tôi có thêm mỗi thêm là thành viên tham gia nhóm tập hòa mình như thế nào kinh kia của các nên là tăng năng sắc ít nên có thể kinh kem và mỗi thêm thành viên thông của các hướng tầng phúc nông nữ Facebook phúc các nhóm chào đổi nông nữ tạo sự kiện online là tổ chức các buổi phúc thu online phúc hội thảo về các nông nữ mà nhóm nhỏ đang học để tư khích để mà ngồi tham gia mở rộng nội dung học tập đảm bảo nội dung học tập phong phú và phù hợp với nhu cầu đối chúng cứ đồ tạo sự phụ từ và chữ phụ đến như tăng bên mỗi trong